Vâng, thưa quý vị và các bạn, về hướng di chuyển thì các trung tâm dự báo bão quốc tế và Việt Nam thì đều có những dự báo tương đối là đồng nhất. Nhưng mà khi tiến sát vào đất liền của miền Trung nước ta lại có sự khác nhau. Đầu tiên đó là theo Trung tâm Cảnh báo bão của Hải quân Hoa Kỳ thì đến đêm mai tâm bão sẽ vòng qua đất liền Đà Nẵng, Quảng Nam. Với cơ quan khí tượng Nhật Bản thì dự báo là đến trưa mai tâm bão số 6 sẽ chạm vào đất liền Đà Nẵng và sau đó đổi hướng đi ra bên ngoài. Còn Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam thì cũng dự báo là bão số 6 sẽ áp sát vùng biển của các tỉnh từ Thừa Thiên Huế cho đến Quảng Nam từ trưa chiều mai. Và lúc này thì bão sẽ mạnh cấp 9, giật cấp 11, tương đương với sức gió là từ 103 đến 117 km/h. Với dự báo như vậy thì từ đêm nay, vùng biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi bao gồm các đảo là đảo Cồn Cỏ, đảo Cù Lao Chàm và Lý Sơn, gió sẽ mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8. Vùng gần tâm bão đi qua là cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động. Bão cũng sẽ gây ra một đợt mưa rất lớn cho khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Bình Định cũng như là Bắc Tây Nguyên. Và cao điểm mưa đó là từ đêm nay cho đến thứ hai tuần sau. Trong đó trọng tâm mưa là Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Tổng lượng mưa của nhiều nơi ở khu vực này phổ biến là từ 300 cho đến 500mm và có những nơi là trên 700mm. Cần phải đề phòng là có mưa cường độ lớn trên 100mm trong vòng 3 tiếng thì có thể gây ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi cũng như là ngập úng ở các khu đô thị. Xin được trở lại trường quay thời sự. Và như vậy là từ chiều mai đến sáng thứ hai tuần sau, bão số 6 sẽ áp sát đất liền khu vực từ Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi. Đêm nay, hoàn lưu của bão sẽ gây mưa to cho nhiều tỉnh thành ở khu vực Trung Bộ. Để chủ động phòng chống bão số 6, thì các địa phương ở miền Trung đang tích cực triển khai các phương án ứng phó với bão. Hôm nay, tỉnh Quảng Nam đã tích cực hướng dẫn ngư dân về đúng vị trí neo đậu, khuyến cáo ngư dân trước khi rời thuyền cần kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy trên tàu điện, xăng dầu, máy bơm. Các lực lượng chức năng đã giúp nhân dân chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây cối, vận động sơ tán xen ghép tại chỗ 78 hộ dân trên đảo Cù Lao Chàm về nơi tránh trú an toàn, sẵn sàng ứng phó mưa bão theo phương châm 4 tại chỗ. 6 cái huyện ven biển thì Bộ Chỉ huy đã phối hợp đồng thời chỉ đạo kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn. Đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi dự báo là địa bàn đầu tiên bị ảnh hưởng của bão số 6. Đồn biên phòng Lý Sơn đã giúp dân chằng chống nhà cửa, kêu gọi ngư dân, người nuôi trồng thủy sản nhanh chóng di chuyển vào nơi tránh trú an toàn, hướng dẫn sắp xếp bến bãi cho ngư dân neo đậu tàu thuyền, phòng tránh va đập. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động 300 cán bộ chiến sĩ phối hợp với các lực lượng và nhân dân địa phương tổ chức đóng hơn 3.000 bao cát gia cố sạt lở bờ biển tại phường Thuận An, thành phố Huế. Tỉnh Thừa Thiên Huế đã lên phương án sơ tán di rời 16.000 hộ dân, kêu gọi hướng dẫn và hỗ trợ gần 2.000 phương tiện tàu thuyền với trên 10.000 lao động vào bờ an toàn. Chiều nay, hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị cũng triển khai các lực lượng kiểm tra công tác chuẩn bị, hỗ trợ người dân ứng phó với bão số 6 ở tuyến núi và tuyến biển, đồng thời huy động nhiều phương tiện, nhu yếu phẩm cần thiết, sẵn sàng phương án ứng phó với bão và mưa lớn. Nhà hai chị em ở một nhà mà sập hết mà chứ mưa một thổ để ngon được cái chứ giờ bộ đội đánh ra cho mẹ cảm ơn nhiều đó. Trên khu vực biên giới, lực lượng các tỉnh đã tuyên truyền người dân đến nơi tránh trú an toàn, tránh lũ quét, sạt lở đất. Chiều nay, hơn 67.000 phương tiện và hơn 307.000 người đã được hướng dẫn về nơi tránh trú an toàn. Hiện không có phương tiện nào nằm trong vùng nguy hiểm. Các địa phương bao gồm Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi đã cấm biển. Còn tỉnh Quảng Bình dự kiến sẽ cấm biển trong đêm ngày hôm nay. Cũng do ảnh hưởng của bão thì sẽ tạm ngừng khai thác tàu bay tại các cảng Đồng Hới ở Quảng Bình, Phú Bài, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Chu Lai của tỉnh Quảng Nam. Ngoài ra, hơn 600 người tại Cù Lao Chàm của Quảng Nam và Lý Sơn, Quảng Ngãi cũng đã được đưa đi sơ tán tới nơi an toàn.